Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 52 năm, vào thời khắc 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1972, Đông Hà đã được hoàn toàn giải phóng. Cùng với Cam Lộ, Giao Linh, chiến thắng Đông Hà đã góp phần quan trọng để quân và dân ta tiến công nổi dậy giải phóng Quảng Trị vào ngày 1 tháng 5 năm 1972. Hơn 50 năm qua, kể từ ngày giải phóng quê hương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đông Hà đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1972, hòa trong khí thế tiến công nổi dậy của toàn tỉnh, bằng sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, bằng tinh thần dũng cảm, trí thông minh, quân và dân Đông Hà đồng loạt tiến công nổi dậy giải phóng hoàn toàn quê hương vào ngày 28 tháng 4 năm 1972. 15 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1972, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Lô Cốt, vị trí cao nhất giữa trung tâm Đông Hà lúc 7 giờ. Vượt qua khó khăn chồng chất từ những hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại, Đảng bộ và nhân dân Đông Hà khẩn trương bắt tay vào khắc phục và hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới. Là một người dân Đông Hà chứng kiến cái thời khắc lịch sử của tháng 4 năm 1972, khi mà lực lượng giải phóng tiến vào thì người dân rất là hồ hởi phấn khởi, tạo điều kiện cho lực lượng như dẫn đường, chỉ những địa điểm tập kết quân để cho lực lượng bộ đội có cái cơ sở để vượt sông tấn công vào Đông Hà. Tất cả mọi người dân đều là phấn khởi, hồ hởi lắm. Ai cũng nao nao trong lòng cũng chạy đi để đón bộ đội. Sau khi Đông Hà được giải phóng, thì cái sự hoang tàn do đế quốc Mỹ đã dồi hàng ngàn tấn bom đạn xuống cái Đông Hà, làm cho cây cối, nhà cửa đều là hoang tàn. Sau ngày tỉnh Quảng Trị được tái lập ngày 1 tháng 7 năm 1989, Đông Hà trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Và sau quá trình xây dựng và phát triển với khát vọng về một Đông Hà thành phố tương lai, Đông Hà đã đạt các tiêu chí của đô thị loại 3. Và ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 thành lập thành phố Đông Hà, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng với những đổi thay mạnh mẽ của một thành phố trẻ, thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị anh hùng. Trong bối cảnh đan xen giữa thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đông Hà đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để dựng xây thành phố ngày càng phát triển. Cùng với cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà đã phát huy vai trò cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các đề án, cuộc vận động, chủ trương chính sách của các cấp. Từ đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình, phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động có hiệu quả như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, gắn với thực hiện các chương trình kinh tế xã hội của thành phố, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Từ đó đã có nhiều mô hình dân vận khéo được hình thành và duy trì hiệu quả trên các lĩnh vực. Thì bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thành phố cũng đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời triển khai các giải pháp
tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn kết trong từng cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đông Hà đã phát huy những thuận lợi, tiềm năng, lợi thế và nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung xây dựng thành phố từng bước phát triển, đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, sau 52 năm, Đông Hà đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch hàng năm. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị xây dựng đi vào nề nếp hơn, bộ mặt đô thị có sự thay đổi lớn. Trên địa bàn thành phố, các công trình có kiến trúc hiện đại, có tính thẩm mỹ cao để tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị được chủ trọng đầu tư xây dựng, ưu tiên dành quỹ đất cho những công trình có quy mô lớn và có kiến trúc đẹp. Không gian đô thị tiếp tục được mở rộng. Nhiều khu đô thị, khu dân cư mới được triển khai đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng. Có thể nói, thành phố Đông Hà đã có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa xã hội của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo. Đáng chú ý, Đông Hà đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số. Thành phố đã bố trí nguồn lực để đầu tư 10 dự án thành phần thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực quyết tâm thực hiện các tiêu chí để phấn đấu xây dựng thành phố sớm đạt đô thị loại 2. Mỗi một người dân Đông Hà luôn tự hào, phấn khởi trước những thành tựu đạt được của thành phố hôm nay. Thành phố Đông Hà bây giờ là thay da đổi thịt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được tốt hơn, tiện nghi hơn và đầy đủ hơn. Diện mạo của đô thị cho đến bây giờ đã xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn. Cảnh quan đô thị được thay đổi và tất cả công trình công cộng phúc lợi đã được quan tâm đầu tư và giải quyết. Đông Hà đang đi lên theo hướng tất cả các mọi lĩnh vực và đời sống kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái vai trò lãnh chỉ đạo của hệ thống chính trị thành phố Đông Hà mới có được cái kết quả và thành tựu ngày hôm nay. Với người dân, tôi cũng rất có kỳ vọng làm sao Đông Hà chúng ta tiếp tục phát triển. Và ngoài sự cố gắng của nhân dân thì sự quyết tâm của chính quyền thì đề nghị tỉnh và trung ương quan tâm giúp đỡ để Đông Hà thành một thành phố văn minh hiện đại trong thời gian tương lai gần nhất. Và sau hơn 50 năm xây dựng, bây giờ chúng ta thấy rất phấn khởi. Đông Hà đã phát triển ngang tầm với các thành phố lớn của là trong nước. Đó là một niềm phấn khởi. Và cái mong muốn của người dân Đông Hà nói chung và bản thân tôi nói riêng là Đông Hà ngày càng phát triển hơn nữa. Đưa Đông Hà trở thành một đô thị văn minh, giàu đẹp về mọi mặt. Có thể khẳng định trong chặng đường 52 năm, giờ đây Đông Hà đã và đang từng ngày phát triển là thành phố trẻ năng động với nhiều khởi sắc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định với mục tiêu huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của thành phố, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, phát triển dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu đưa thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại 2, từng bước trở thành thành phố thông minh. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang trong chiến đấu và 52 năm xây dựng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà tiếp tục nỗ lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thẳng lời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu nhiệm vụ chính trị để xây dựng Đông Hà phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, xứng đáng là thành phố trung tâm của tỉnh Quảng Trị, sớm trở thành đô thị loại 2 và từng bước trở thành thành phố thông minh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đông Hà thành phố hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.